Kính bạch sư Hạnh Tuệ, con đọc nền tảng Phật giáo quyển Pháp Hạnh Ba La Mật ở trang 29. Con thấy từ lúc Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama từ thời kỳ phát nguyện trong tâm đến thời kỳ phát nguyện bằng lời trải qua hơn 16 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Trong khoảng thời gian này có gần 500.000 vị Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian. Nhưng kể từ lúc Đức Bồ Tát được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến khi Ngài thành tựu quả vị nhất thiết trí, trải qua 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, đến nay chúng ta chỉ có 25 vị chánh đẳng Phật chánh đẳng giác xuất hiện. Do vậy, do đâu lại có sự chênh lệch lớn như vậy về số lượng xuất hiện các vị Phật chánh đẳng giác giữa hai thời gian này, hay nên nhìn nhận đúng về vấn đề này như thế nào? Thưa quý vị đó, cái giai đoạn mà được Phật thọ ký là 4 A Tăng kỳ. Cái giai đoạn là phát nguyện trong tâm á, là hơn tổng cộng là 20 A Tăng kỳ, mà cái giai đoạn đầu phát nguyện trong tâm và phát nguyện thành lời là trải qua 16 A Tăng kỳ. Quý vị so sánh 4 với 16 đúng không? Thì một cái là 500.000, một cái chỉ có 25 thôi. Quý vị thấy là thời gian chênh lệch nó lớn. Cái sự kiện này nó không có gì là lạ. Bởi vì sao? Bởi vì có những kiếp trái đất mà không có vị chánh đẳng giác nào ra đời. Cho nên chúng ta có thể sanh ra những kiếp mà không, một thời gian rất là dài chúng ta không có vị chánh đẳng giác nào. Nhưng cũng có những kiếp trái đất chúng ta có một vị chánh đẳng giác, hai vị chánh đẳng giác, ba vị chánh đẳng giác, bốn vị chánh đẳng giác. Cho nên á, là cái gọi là cái tần suất xuất hiện của một vị chánh đẳng giác là không biết được. Cho nên cái chuyện mà khi thì nhiều, khi thì ít, chuyện đó là chuyện hết sức bình thường ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.